Mến chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong tháng 12 âm lịch thì tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không thể nào đỡ nổi. Và trong tháng 12 thì công việc của người tuổi Mùi rất chi là cảm thấy thoải mái và có nhiều những thành tựu lớn trong tháng 12 âm lịch. Do được quý nhân giúp đỡ, công việc của tuổi Mùi vẫn tiến triển rất tốt. Đó cũng chính là lý do khiến cho họ luôn luôn có những quyết định tỉnh táo. Tuổi Mùi luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng trong thời gian nhất định mà không để ai phải phàn nàn về bất kỳ một điều gì. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết của video ngày hôm nay để nắm rõ vận trình của mình trong tháng 12 âm lịch quý vị nhé. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp, những người tuổi Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả các vấn đề vướng mắc, sự cống hiến, mọi cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ được cấp trên công nhận, có được thăng quan, tiến chức, nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu bạn là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là bạn đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà máy, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, và từ đó mà tài lộc âm ầm kéo đến, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để cho vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ cho nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết, bạn sẽ được thăng lên một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Quý nhân mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội, thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở nên hiển nhiên. Tuy vậy, bạn cũng cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc là cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó chính là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của người tuổi Mùi có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt xảy đến với sức khỏe của bạn vào tháng sau. Các gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Mùi. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút được người khác giới, mà bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản của chính bạn. Các cặp đôi sẽ có những chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ, có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân và chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể nào chối từ. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch năm 2021, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra
và vấn đề sức khỏe người tuổi Đinh Mùi cần phải lưu tâm để ý. Đành rằng ở tuổi này sẽ dễ mắc những căn bệnh tuổi tác, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê bản thân. Bạn nên tham gia vào các buổi gặp gỡ, tập các bài tập vận động phù hợp với lứa tuổi, giữ tâm trạng luôn vui vẻ thì sẽ cải thiện được tính tình cũng như là tình hình sức khỏe rất tốt. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Mùi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng khá ổn định. Chú ý giữ tinh thần bình ổn, thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý và không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Mùi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Người tuổi Tân Mùi trong tháng 12 năm 2021 này, vận trình nửa đầu tháng khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Muốn nhanh chóng tăng lương thăng chức thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình và đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003. Trong tháng này, những người tuổi Quý Mùi cần phải phòng có tranh chấp với anh chị em bạn bè hoặc là người thân của mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao và tránh xa đà quá vào trong công việc khiến cho đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Trong tháng có quý nhân phù trợ, chắc chắn sẽ thu được những thành quả không tồi. Có điều đừng thấy thành công mà tự mãn, kiêu ngạo, cần phải giữ cho mình sự khiêm nhường, tinh thần cầu tiến, cầu thị và ham học hỏi. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tuổi Quý Mùi tháng này cũng gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm, ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh. Tháng này, chuyện tình duyên không có nhiều khởi sắc. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 năm Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, lục hợp tí, tam hợp tỵ và dậu thành kim cục, xung mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Đối với người tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 12 năm 2021, tức ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu và có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các bản mệnh tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mùi trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày đẹp, giờ phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc cho mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ chung Thìn Tuất Sửu Mùi, nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đổ họa, vô hỷ, ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm.
khuyên gia chủ tuổi Mùi hãy sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần mượn giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch và từ đó thì có những bước đi vững vàng hơn trong tương lai. Đến bây giờ thì thời lượng của chương trình đã khép lại và Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.